lưu ý không nên ra đường vào tối thứ tư hàng tuần thì các cá bẩm sẽ xuất hiện vào lúc 20:30 trên VTV3 bắt đầu từ 4/7 tuần này. Đến năm 2016 thì chúng tôi bắt đầu tiến hành sản xuất chuyển đổi hữu cơ, quy hoạch vùng nguyên liệu và hoàn thiện cái quy trình sản xuất. Đến cuối năm 2017 thì chúng tôi làm được 150 tấn gạo hữu cơ và chúng tôi đạt được chứng nhận hữu cơ do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU chứng nhận. Thì hiện tại bây giờ là hơn 250 cái cửa hàng.